Ngày 21 tháng 9, tòa án nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án cựu cán bộ công an Ngô Văn Quốc về tội cướp tài sản và chiếm đoạt, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng. Ngô Văn Quốc, sinh năm 1984, trú tại tỉnh Thừa Thiên Huế, trước khi gây án là cán bộ công an tại trại giam Bình Điền, thuộc bộ công an đóng tại tỉnh Thừa Thiên Huế. Theo cáo trạng, ngày 31 tháng 7 năm 2022, Quốc đã chiếm đoạt một khẩu súng AK hai hộp tiếp đạn có 20 viên và một bộ đàm khi đang gác cổng tại cổng phân trại số 3, trại giam Bình Điền. Sau đó, Quốc dùng xe máy mượn của anh Thăng chạy đến khu vực chợ Đông Ba, thành phố Huế, rồi dừng xe trước tiệm vàng Hoàng Đức, dùng súng bắn ba phát chỉ thiên. Khi vào trong, Quốc bắn nhiều phát vào tủ kính, lấy vàng, rồi chạy ra trước tiệm ném vàng ra xung quanh. Sau khi rời tiệm vàng Hoàng Đức, Quốc đến tiệm vàng Thái Lợi ở gần đó và lấy ba khay vàng của tiệm này hắt ra đường. Số vàng thu giữ tại hiện trường và số do người dân giao nộp trị giá hơn 200 triệu đồng. Theo bản kết luận giám định của Trung tâm Pháp y Tâm thần khu vực miền Trung, trước, trong và sau thời điểm gây án, bị cáo bị rối loạn nhân cách thực tổn, khả năng nhận thức và điều khiển hành vi là hạn chế. Tại phiên tòa, bị cáo thành thật khai báo, ăn năn hối hận về hành vi của mình, mong được hưởng mức án nhẹ nhất để sớm trở về với gia đình. Sau khi xem xét Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo 8 năm 3 tháng tù.